Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất của VTC Now. Thưa quý vị, trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2021, luật thủ đô quy định người ngoại tỉnh có nhu cầu nhập hộ khẩu ở nội thành Hà Nội phải tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, nhập hộ khẩu ngoại thành phải tạm trú 1 năm trở lên. Đây là những điều kiện nhập khẩu riêng của thủ đô. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, khi luật cư trú năm 2020 có hiệu lực, các quy định trên của luật thủ đô đã bị bãi bỏ. Điều kiện nhập khẩu Hà Nội khi luật cư trú mới có hiệu lực sẽ được quy định như sau. Để nhập được hộ khẩu Hà Nội, công dân chỉ cần điều kiện duy nhất là có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình, tức là có nhà tại Hà Nội. Tuy nhiên cũng cần lưu ý có đến 5 địa điểm không được đăng ký thường trú mới. Với trường hợp không có nhà tại Hà Nội, công dân vẫn được đăng ký thường trú tại nhà người thân nếu như chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong những trường hợp được quy định trong luật cư trú. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Vốn là phương tiện giao thông công cộng, chẳng biết từ lúc nào, xe buýt lại trở thành không gian quán cà phê độc lạ để giới trẻ check-in, sống ảo. Những chậu cây nhỏ xinh đặt trên bàn. Những thùng sơn bỏ đi được chế thành ghế ngồi cho khách, chiếc xích đu từ lốp xe cũ. Tất cả đã tạo nên một không gian riêng nơi bạn tránh được sự xô bồ, bon chen của cuộc sống thường nhật. Xuất phát từ nỗi lo ngại rác thải, nhựa cao su ngày một nhiều và đang đe dọa tới môi trường sống, quán cà phê này đã được xây dựng lên từ những đồ đã bỏ đi. Quán cà phê này thì sẽ được thiết kế và deco dựa theo những cái đồ mà đã bỏ đi. Thì mình nghĩ không sử dụng được nhưng mà thực ra nó vẫn còn những cái công dụng khác. Ví dụ như kiểu cái thùng sơn này thì có thể tái chế làm ghế. Những cái đĩa CD bỏ đi rồi không nghe được nữa thì có thể tái chế lại thành một chiếc menu. Hoặc là những chiếc lốp xe dưới kia khi mà mình đã bỏ đi rồi thì mình có thể tái chế lại để làm xích đu hoặc là làm bàn, làm ghế để ngồi. Ngay như bản thân cái xe buýt này đã là một cái đồ để tái chế, để hồi sinh lại và kéo dài cái thời gian sử dụng của cái xe buýt. Thì qua những cái đồ đấy thì thông điệp cũng gửi đến là mọi người là những cái đồ bỏ đi mình nghĩ là nó không còn sử dụng được nữa. Thì thực ra nếu mà mình muốn kéo dài thời gian sử dụng của nó hơn và không muốn thải ra môi trường thì mình có thể sử dụng và nghĩ ra được rất nhiều cách để tái chế nó lại mà không thải ra môi trường. Khuôn viên quán nằm trọn trong một chiếc xe buýt bỏ không, những chiếc ghế dành cho hành khách được thay bằng bàn ghế và các vật dụng trang trí từ đồ tái chế. Chúng độc đáo, phá cách và tạo nên điểm khác biệt của Bus Cafe. Quán là khá là xinh và được tái chế bằng rất là nhiều đồ người ta có thể bỏ đi và mình sẽ tái chế lại. Ví dụ như cái menu này, từ cái đĩa người ta bỏ đi, người ta có thể làm menu rất là đa dạng và xinh, mới lạ. Như chiếc thùng sơn có thể làm ghế rất là trông rất là lạ. Và một cái xe buýt có thể tái chế được ngồi được ở trên này và có rất là nhiều truyện tranh để đọc. Tôi thấy cảm thấy rất là xinh và cả phù hợp với lứa tuổi của tôi. Khách hàng đến đây lần đầu thì mọi người hầu như đều tỏ ra rất là thích thú với cái mô hình này. Nhìn từ xa thì mọi người sẽ nghĩ đây là lên cái xe này sẽ rất là chật chội khi lên xe buýt. Nhưng mà thật ra khi bước lên xe thì mọi thứ được sắp xếp rất là ngăn nắp, bàn ghế. Và mọi người đều bất ngờ khi mà những cái ghế, những cái thùng sơn được tái chế từ ghế hoặc là cái bàn ở dưới kia được làm từ lốp xe. Mọi người đều khá thích thú với cái mô hình như thế này. Quán cà phê tận dụng những đồ bỏ đi cũng như tạo không gian xanh nhằm góp một tiếng nói bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường sống quanh mình. Đây là một hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường cũng như tuyên truyền về mối nguy hiểm của rác thải từ nhựa, ni lông. Tại cảng vận tải hàng hóa Vũng Rô, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại lần thứ tư, trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát các tàu thuyền ra vào khu vực cảng. Mỗi lần tàu vào cảng, các chiến sĩ biên phòng tiếp cận từng thuyền viên để đo thân nhiệt, lấy tờ khai y tế và giám sát chặt chẽ hoạt động của thuyền viên trong quá trình tàu cập cảng, neo đậu tại khu vực trung chuyển hàng hóa Vũng Rô. Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô đã triển khai tổ chức lực lượng của trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng Vũng Rô
và cơ quan cảng vụ tại cảng Vũng Rô thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ tàu thuyền, thuyền viên, hành khách từ các tỉnh có dịch có nguy cơ cao, từ các vùng dịch có nguy cơ thấp vào Vũng Rô làm hàng, tuyên truyền cho các thuyền trưởng, các doanh nghiệp cũng như công nhân đang làm hàng tại cảng thực hiện tốt các thông điệp phòng chống dịch của Bộ Y tế. Hàng ngày, cán bộ chiến sĩ của trạm chia làm nhiều ca trực, luân phiên làm công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra vào cảng, tuyên truyền cho bà con ngư dân, các chủ phương tiện tàu thuyền về diễn biến tình hình dịch COVID-19, thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển. Khi phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép hoặc người ở vùng dịch trở về địa phương thì thông báo ngay cho chính quyền và bộ đội biên phòng. Trước khi tàu rô cập cầu thì tôi cũng liên lạc đến bên kiểm dịch với đội bộ đội biên phòng và cảng vụ để kết hợp để kiểm dịch tàu chúng tôi. Tôi là thuyền trưởng cùng tất cả anh em trên phương tiện đều chấp hành mọi quy định của khu vực hiện tại. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển và đảm bảo không để dịch COVID-19 lây lan vào đất liền, trong những ngày này, cán bộ chiến sĩ đang ứng trực 100% vừa thực hiện nhiệm vụ biên phòng, vừa phòng chống dịch COVID-19 lây lan qua đường biển. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tất cả nêu cao tinh thần, chung sức, đồng lòng, bảo vệ, giữ vững an toàn, bình yên nơi biên giới biển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng. Và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.